À, chào cả nhà nhá. Hôm nay là nó người ta cấm đi ra đường đấy. Thì rảnh rỗi đấy, mình thay lại cái cây mai chú Thủy này vào cái chậu kia. Đấy. Xong bắt đầu là mình uốn lại cho các bạn xem cho vui nhá. Cái mùa này họ đang cấm ra đường đấy. Nên là đây, cái cây mai này mình cũng ươm vào đây rồi. Bây giờ nó mọc rồi. Mình thay cái đất và mình vào lại cái chậu đây. Đây mình cầm lại cái chậu này cho các bạn xem đây. Đấy. Thì cái cây này mình ươm bây giờ nó đã ổn định rồi. Thì bây giờ mình thay đất xong bắt đầu mình vào cái chậu này xong mình uốn lại cho các bạn xem cho đây vui nhá. Rồi, bây giờ mình tiếp tục mình làm cho các bạn xem nhá. Bắt đầu mình thay cái chậu này. Thay bỏ vào cái chậu này. Đây, sơ dừa đây mình đã lấy sẵn rồi. Đào đỡ ra, đào đỡ cái đất ra. Ấn cho nó chặt rồi. Đấy. Xong tí nữa mình lấy cái ấy mình cào ra cho cái đế nó lộ ra tí nữa là được. Rồi, bây giờ mình tuốt sạch lá đó, xong rồi là mình vào dây xong mình uốn lại cho các bạn xem nhé. Đấy.
Rồi, mình bắt đầu mình vào dây nhá. Rảnh rỗi này giờ các bạn nó biết làm gì được. Cấm hết không cho ra đường. Thì ở nhà làm cây. Cấm thôi, tôi nhà làm cây. Không đi làm ở ngoài thì nhà làm. Đấy, các bạn cứ thuận chiều nào các bạn vào dây chiều đấy nhá. Vào xong tí nữa mình cắt sau. Cái mài thủy nó mọc liên tục mà. Mình cứ vào mình định hình với nó xong là mình cắt. Cắt giật cho nó. Đây. Uốn theo cái chiều kim đồng hồ. Nói chung cây này cứ uốn hết, cái mài này cứ uốn hết cho nó tán chia đều đi. Cứ nha nhẩn nó làm, chả cần vội. Nha nhẩn là nó không gãy, mình vội vàng là nó gãy, nó gãy rồi đấy. Gãy tạch phát rồi đấy. Này. Cái này tí nữa cho cái keo mỹ kiến. Cây mình phải làm là mấy lần, một lần không đẹp được đâu. Cái thằng mai cái thủy nhỏ lá này, lá này nó giòn lắm nên mình cứ từ từ mình làm. Tí nữa cắt giật lại. Dây nhỏ đi 2 dây ra cái điểm chỗ này mình chia ra thôi. Lọc bớt những cái nó không cần thiết. Thank you.
cái dây nhỏ hơn tí. Bạn uốn hết không để nó thế nào, uốn hết sau này nó cây nó dày tán lại nó giá trị. Này nó ra hàng lớp nữa làm lại nó dễ hơn. Này, cái này nãy bị gãy rồi này, này lỡ gãy rồi bỏ luôn nhé các bạn nhé. Đây này, gỡ rồi nó lại mọc mà nó giòn lắm, cái này nó giòn lắm nên là mình phải làm vào buổi chiều, như đây là sáng rồi rảnh rỗi mình làm lại, chứ đúng là cái cây mai nó thử là mình phải làm buổi chiều, buổi chiều nó dẻo. Rồi, mấy cái trên này cắt giật nó lại đi. Rồi nó ra lần tiếp theo là mình làm.
cuốn luôn cả cái chi này nữa. Nó ra lần nữa nó mới đủ được. Đấy, mình định hình sơ vậy cho lần sau mình vào một lần dây nữa là bảo đảm cái cây nó sẽ dày tán lại. Đi luôn cái chi này luôn. Hồi video nó cũng hơi dài nên các bạn thông cảm nhé. Rồi tạm rồi đã. Rồi sơ sơ vậy là được rồi đấy. Lần sau mình lại làm lại lần nữa cho các bạn xem. Vậy mấy nữa nó mọc ra rồi mình lại định hình lại một lần nữa. Rồi video đây là kết thúc nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký để nhận được cái video mới nhất. Mình còn tiếp tục mình lại làm cây khác tiếp cho các bạn xem. Rồi. Đấy, các bạn thấy thế nào? Đấy, cây mai thì cứ định hình lại cho nó vậy cho nó nhìn cho nó. Đấy lại xong là mình phải làm lại một lần nữa. Không đẹp ngay được đâu. Cây nào cũng vậy. Rồi nó lại ra, nó đẻ ra một lần nữa rồi mình làm lại cho các bạn xem.